Ok, hello, chào mọi người. Chào mọi người đến với Minecraft Pocket Edition. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với World Tour. Thì như trong những tập trước mình có nói là tầm khoảng tập 10 hoặc 15 gì đấy mình sẽ làm một cái world tour. Thì hôm nay mình đã mời đến một bạn để làm cùng mình cái world tour. Bạn tự giới thiệu cho mình đi. Xin chào mọi người, mình tên Huy và mình đến để đây để quay world tour cùng với bạn thân của mình. Ok, là mình. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với world tour. Đầu tiên, chỗ này ngay dưới đây. Đây chính là cái base đầu tiên của chúng ta, hay còn gọi là cái hang ổ mà chúng ta lần đầu tiên tới đây sinh sống. Ở trong này có cánh cửa mở là đóng lại. Chúng ta có một cái giường, một cái chết, hai cái chết đơn và một cái chết đôi. Đây hai cái lò, một cái anvil, cái đe, bàn chế tạo, bốn cái đuốc. Thế thôi. Trong này cũng không có gì. À đúng rồi. Ở trên này chúng tôi có một ít đồ ăn. Để theo. Đấy. Đây chính là nơi lần đầu tiên mình hoạt động ở chỗ này, ngay tập 1. Đấy. Và chúng ta ra ngoài. Ở ngoài này chúng ta có tháp ruộng. Tháp ruộng này là tập 2. Trong tập 2 mình đã làm được cái tháp này. Tuy nhiên cái lầu trên cùng ấy thì mới hơn cái này. Và ở đây chúng ta có lúa chín. Đấy. Thấy sao? Đẹp không? Quá đẹp. Ok ha. Cool. Rồi, lên trên này. Chúng ta ở dưới đó là lúa, trên này chúng ta có bồ tây tổ. Và lên phía trên, tầng trên cùng, phần mới nhất đó chính là cà rốt. Xuống. Và ở đây mình trang trí là gỗ với cả glowstone. Đấy. Có hàng rào phía trên nhưng trên cùng thì chưa có. Ở ngoài này chúng ta có một cái vườn mía. Đây. Mình trồng mía đó. Và ở đây chính là bến cảng. Quên. Nhưng trước khi mà chúng ta bắt đầu tiếp thì chúng ta sẽ phải vào và đi ngủ. Ok, thì ở đây chúng ta có dây leo. Dây leo này mình để vào cho cái hang ổ của mình trông nó kiểu ghê rợn hơn, spooky hơn. Tuy nhiên nó chưa mọc. Ở đây chúng ta cũng có cổng địa ngục. Thôi mà không muốn vào kia đâu. Chết nữa. Trong cái rương này thì có đồ đến từ địa ngục thôi. Ở đây ta cũng có một con đường đi. À, nói từ ngoài cổng ở cái cảng đằng kia vào đây, lên hướng trên tháp ruộng hoặc một tẻ qua hướng đây, trên này cũng tẻ hướng qua cái cổng Nether. Và ở đây chúng ta có đường mòn để đi sang một căn nhà gọi là căn nhà thứ hai, ngôi nhà mới của mình cũng như là cái ngôi nhà mình hiện tại đang sinh sống và làm việc. Đấy, ta có một con đường mòn ở trong này cho các bạn gọi là tải world map của mình về á, khỏi bị lạc. Chắc thì xem video mình cũng đâu có sợ lạc nữa đâu, tại vì mình đi rồi các bạn nhớ rồi, đâu có lạc nữa. Đấy, ở đây thì creeper nó nổ, chưa mọc cỏ lại. Chờ nó mọc cỏ lại cái mình sẽ làm tiếp. Con đường, làm lại con đường ấy. Và ở đây chúng ta có căn nhà mà hồi đầu mình đã bắt đầu. Chào. Căn nhà này mình xây vào tập thứ 4 hay thứ 3 gì đó. Đấy. Nhà này rất là đẹp, mình lấy theo cái nhà của Rosario. Ở đây chúng ta có hai cái lò, một cái rương, một cái bàn chế tạo, một cái đe cũng như hai cái bàn. Ngoài này chúng ta có ban công thôi. Đấy, bên này cũng vậy, cũng ban công. Ra ngoài trước đi. Ở đây ta cũng có một cái cảng, cảng này đi theo đường nước, nó sẽ đi lại nhà đằng kia, sẽ kết nối với cảng đằng đó. Ở đây ta có vài cái rương và cái chết, cũng như có con đường dẫn lên trên này. Và chúng ta có tháp bí ngô. Tháp bí ngô này cũng là một phần khá là mới mẻ. Tầm tập mấy thì mình cũng quên mất rồi. Mình làm mà toàn quên tập không à. Không có nhớ đâu. Đấy, thì đây là cái tháp bí ngô. Thấy sao? Tháp này. Đẹp. Khen đẹp thôi hả? Răng phải coi. Ờ trời, cái rồi. Sáng ờ đấy, redstone các thứ á. Ờ đẹp. Cái đằng kia thấy không? Ok, đẹp rồi. Ông khen cái lời khen của ông, tôi cảm thấy nó như là khen cho khó. Ở đây chúng ta có pumpkin.
ở trên kia thì piston nó sẽ đẩy ra theo đường nước đi xuống đây, hopper hop hop vô và nó sẽ để vào cái đường. Còn lâu lắm nó mới đầy, các bạn khỏi lo. Muốn nó đầy là phải một khoảng thời gian rất là dài nếu mình không nâng cấp lên. Ok, và trước hết ta sẽ lên lầu đi. Trên lầu chúng ta có, và sao tôi không lên đầu được đấy, hai cái giường. Để hôm nào mình có thích thì cô ốp với ai đó thì sẽ có giường cho người đó ngủ. Bàn chế tạo rương, trong này có kim cương. Đây. Và ở đây cũng có thêm cái rương chứa đồ linh tinh. Xuống dưới chúng ta có căn hầm. Cái này của mình không biết sao bị mất rồi, kỳ lạ. Ở đây chúng ta có một cái kho chứa, cũng như một cái bản đồ thế giới. Ở đây chính là nơi của chúng ta đang ở. Đấy, đấy, đấy. Có con đường mòn đó đi tới đằng kia. Ở trên đó chính là tháp ruộng. Và cái ô đen đen đó, ngay chỗ đó chính là cái nhà. À không, hang ổ. Đây, cho sẽ để các khối, các loại khối. Đấy, mình đã sắp xếp ra hết rồi. Đây, nhìn thấy sao? Đây là khen nè. Suy nghĩ khen đàng hoàng. Suy nghĩ đi. Rồi một khoảng thời gian yên lặng. Sáng tạo. À, độc đáo sáng tạo. Ừ. Ờ, thôi cũng ok đấy. Và chúng ta sẽ đi bên này. Đây có một con đường và có một con đường mòn nhỏ nhỏ dẫn ra ngoài. Và tới bên này, đi theo con đường mòn đó, chúng ta sẽ tới được một nơi khác. Nơi mà mình cũng dành một ít thời gian ở đó. Thực chất cũng không ít lắm. Sang đây, tới đây. Thì ở đây, đằng đó mình mới dọn chứ không phải do Creeper nổ đâu. Mới dọn á, để cho tập tiếp theo. Những tập tiếp theo chứ không phải tập tiếp theo đâu. Ok, chúng ta sẽ đi xuống. Đây chính là hệ thống mai cạp elevator. Đây, có thể đi lên bằng cách nhảy qua các mai cạp. Và ở trong này chúng ta có một hệ thống farm quái. Farm này do là mình đi lên phía trên nó đụng tới phần mình, cái phần mà gọi là trống trải quá đó, nên là mình không thể nào để cho nó drop xuống được. Mình phải dụ nó lên đây bằng đường nước rồi lại farm ở đây luôn. Phải dùng kiếm mà tốn độ bền khá là nhiều. Thiệt là cái này nó cũng không có hay lắm. Đấy, ô con này có thon, con này có thon, con này có thon. Ở đây chúng ta có đường nước và ngay đây nó có một cái hopper. Ở đây có một cái chest để đồ, rất là nhiều đồ. Lấy này ra đi. Kệ nó đi ha. Ok, chúng ta sẽ vào trong bàn chế tạo. Khoan, trước hết là mình chưa cần. Tính là để cho mấy cái đồ của mình nó mất độ bền rồi á thì mình sẽ sửa nó lại, tuy nhiên chưa cần. Thì thôi vậy. Sao nhảy lên không được? Right, ok, nhảy ra được rồi. Đấy. Thì ngay chỗ đó, ngay chỗ cây đuốc đi xuống đó là ngay giữa cái lòng spawn luôn. Ở đây chúng ta có một cái khu đất trống chỉ để làm đường đi sang đây. Mình sẽ làm âm vào trong vách núi luôn, khá là đẹp á, cũng giống như cái farm trong season 1. Tuy nhiên farm này sẽ là cái farm khác, không phải là farm xương rồng nữa. Tại vì sao? Mình chưa tìm thấy sa mạc. Đấy là vấn đề, mình chưa tìm thấy sa mạc. Tất nhiên là chưa có cát, cũng chưa có xương rồng cho mình làm. Đấy, nó như thế đấy. Thiệt là. Thì cái farm đấy là cái farm gì thì các bạn sẽ biết sau. Còn bây giờ mình chưa tiết lộ nó. Chỉ tiết lộ rằng mình sẽ làm chỗ đấy thôi. Ok. Có nên qua địa ngục tham quan không ta? Chắc không đâu ha. Nên không? Nên không? Có bệnh đi, có bệnh. Thôi tôi sợ bên kia quá, tôi sợ mấy con gác thiệt luôn á. Cất đồ. Cất đồ rồi xong qua mấy con gác nó giết à. Ông phải mặc đồ vô để mấy con gác nó khỏi có giết ông ha. Đấy, chứ ông mà mặc đồ ấy, vậy ông cất đồ ấy thì gát nó sẽ gây sát thương cao. Mình ở đây mình có đồ mà mình còn chịu không nổi với nó. Ok, bấm vào, bỏ vào. Ok nè, chúng ta sẽ đi qua theo như là cái lời mời gọi của bạn Huy thì mình sẽ đi qua bên Nether. Bên đấy thật sự mình rất là sợ bên Nether. Tại vì sao? Render distance của mình là không có cao, nên là gas nó bắn từ xa thì mình không có thấy được. Mình phải kiểu mình chạy vòng vòng để xác định hướng bắn. Đấy, khó khăn là chỗ đó. Mà thôi, theo cái lời mời của khách hàng, khách thôi không phải hàng, khách thì chúng ta sẽ
đi sang bên đấy và cái cây ở đây cũng mọc rồi, rất là to, rất là đã. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi sang bên kia, vĩnh biệt thế giới. Đùa, lát mình sẽ quay về, về sớm thôi, thoải mái mà. Ok, xong, đi nào, ra, bước ra. Và bên này phải cẩn thận. Ok, giới thiệu với ông, đây chúng ta có hai cái cửa địa ngục. Tại sao lại là hai? Bởi vì tôi đã có một cái gọi là một cái ở nhà chính, còn một cái ở nhà phụ, một cái hang ổ, một cái ở nhà. Đấy, hai cái bỗng dưng nó kết nối với nhau. Nói vậy á, ra tôi phải một hôm nào đó tôi sẽ phải đi để mà dọn dời lại cánh cửa. Đợi chút coi. À, chúng ta sẽ chơi ngu một pha. Lấy hai này ra. Em đứng đó chút em ơi. Chờ anh chút em ơi. Em bơ mình luôn á. Từ từ nào, bình tĩnh nào. Anh gì ơi. Rồi, trái ơi, rồi, lại còn nhảy vô lửa nữa. Mình lại còn hay lắm. Nhảy vô lửa là thôi tôi thấy bực mình thiệt. Đi qua bên kia, lấy nhanh. Lấy lại nhanh. Không lại mất hết đồ. Đồ cũng không có nhiều, chủ yếu là cái cấp, lấy lại ít cấp thôi. Đồ thì đây mình có cái cái cây iron này ở đâu ra? Ủa? Rồi, đồ tôi đâu? Tại sao mình lại có thêm một cái iron pickaxe ở đây vậy? Ai giải thích cho tôi đi. Ai đó giải thích cho tôi. Rồi, mặc bài giáp nè. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục với pha chơi ngu. Rồi, anh ơi. Anh gì ơi? Mình sẽ dùng cái này. Anh gì ơi? Anh ơi. Anh thách em thách anh làm gì được em đó? À dạ, anh làm được rồi, anh làm được rồi. Em biết anh làm được. Em biết anh làm được rồi. Quy ơi. Tôi nghĩ chỉ nên qua đây lượm đồ lại thôi về luôn á Quy. Tôi không muốn ở bên này thêm. Là một hồi mất hết đồ, mất cái chì lẫn chài. Ôi rồi ơi, tối rồi, zombie nó tới. Không sao, khu này tôi thắp sáng hết rồi, ông cứ thoải mái, zombie không tới được đây đâu. Có đồ, cái đồ nó đi qua bên cửa địa ngục á, nó phóng qua cửa thì nên là mình lượm được cái cây cúp đó. Ok, lượm lại tí đồ. Đừng có rớt vào trong đống lửa là được. Sao cái kiếm lúc nào cũng văng xa hết ta? Tại sao vậy? Lần cuối, tôi hỏi ông lần cuối. Chơi không? Chơi. Chơi nữa đúng không? Gần. Nên là phải cho nó đánh. Phải có con nào gần gần á. Lên trên đứng. Lại gần nó. Lại gần nó rồi, lại đây nó khó. Lại đây không, khó chơi. Đập ngay đó, lại gần nó say. Ok, vô luôn, chơi với ông luôn mà tôi thoải mái mà. Hai, nhìn, ôi, mình giới không tới, tới, làm ớn thiệt chứ, đây, đập nữa đi, xích lên rồi. Tại sao? Rồi lại gần nữa. Khoan nào, chỉnh lại đồ cái. Tôi chỉnh lại đồ một phát. Đứng đấy anh ơi. Anh ơi. Em ở đó đi em. Ok. Lại đây. Các chú lại đây. Các chú cứ lại đây thoải mái, tập trung đi. Đứng đây diễn thuyết. Đọc báo. Các anh em cứ ở đây ha, kiếm vàng ngon á, cho tôi đánh chút coi. Rớt ra cái kiếm vàng được không? Toàn là rotten flesh. Không thấy miếng vàng nào luôn á. Sao mấy con khác chưa là trả lời đi? Thôi có mấy con rồi ta. Đây.
có khi không thấy nó không chạy lại, thấy rồi mới chạy lại. Đứng im đấy. Nhìn xung quanh chắc chắn không có con nào. Sướng lắm. À, ít ra cũng được ít nấc gạch vàng. Rồi, ok, được 3 nấc gạch và gãy cây cúp. Không sao, chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cái khác rồi. Để coi. Xung quanh, để nhìn xung quanh á, chắc chắn xung quanh không có con nào. Như thế nó dễ chơi đó. Ta cứ giết một con đó. Ôi, no. Giả mê đô, dừng, bay cao quá. Không. Đừng. Không. No. Stop. Bắn con nào vậy? Đấy, bạn thấy nỗi khổ của mình khi mà render distance nó thấp như vậy đó. Nhảy lên nữa. Nhảy lên xong vụ nó lại nữa. Không. Đừng. Chúng ta đang có một con gát ở gần đây. Và khi có gát thì mọi thứ nó sẽ thật là tồi tệ. Tiếng gát. Ờ, hướng trên này hả? Đó là con gát đó. Phát hiện rồi. Nó đâu? Biết là hướng nào, tuy nhiên vẫn chưa thấy. Trái bây giờ. Sao? Nether Rock là cái dạng để trái mà. Nether Rock nó trái vĩnh cửu trên đó luôn, không có dừng. Thôi, chắc. Đi về. Tôi không muốn ở cái nơi gọi thị phi này nữa. Làm ơn. Tôi về. Núp, đứng trong này núp. Núp đi, về. Không nói nhiều. Trái. À, ok. Ăn ít đã, xong, vào. Và đi ngủ tiếp. À, lại phải đi ngủ nữa rồi. Con không muốn đi ngủ mẹ ơi. Ok. Chào thế giới, tôi đi ngủ. Ok, thì chúng ta trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ ngồi đây cầu cá. Hai. Ok, và chờ cá tới. Thì sẵn tiện cũng nói luôn, mình sẽ cố gắng tiếp tục làm video. Và những video dạng thứ 5 mình vẫn có Minecraft Pocket Edition Season 2. Cũng như là thứ 7 sẽ có Pillar Survival, Before Pillar Skyblock. Và thứ 3 đôi khi sẽ không có video. Nhưng mà do là mình cũng không biết là mình nên quay game gì. Thì bạn nào muốn mình quay cái game nào đó thì cứ comment ở dưới. À, bạn quay cái này đi, quay kia đi. Đấy, mình sẽ quay, mình sẽ cố gắng quay. Tuy nhiên là các bạn nhớ là game nào nhẹ nhàng thôi. Đấy, thì mình sẽ là quay được. Còn những game nặng quá, mình lắc quá đấy, mình không quay được thôi. Đó là chuyện thường. Ok nhá. Vậy đấy. Thì đây mình sẽ nhường lại cho bạn Huy để bạn ấy câu. Huy, biết câu phải không? Ok. Ê, fish. Đấy, được thêm con cá. Ok. Trời cũng đã tối rồi. Và video này cũng sẽ dừng ở đây. Nếu mọi người thích video mình, hãy nhớ like, share, giúp mình nổi tiếng hơn. Đó chính là động lực cực kỳ lớn cho mình làm những video tiếp theo hay hơn ấy. Ok, bye bye mọi người. Một bác cái minh. Chào tất cả mọi người. Bye bye. À, bác Quý, chào đi. Xin chào các bạn với các video tiếp theo. Bye. Không chào vậy luôn hả? Thôi thì sao chào cũng được. Cái gì đấy? Bấm mất độ bờ nóng. Bình tĩnh. Ok, bye bye mọi người. Nhớ like, subscribe video nha. Like video và subscribe channel nha. Ủng hộ mình thì càng nhiều video chất lượng cao hơn sẽ được ra mắt. Ok.